Dạ hello, em xin kính chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay thì bên nhà vườn em giới thiệu với các bác giống hoa mai anh đào các bác nhé. Đấy, các bác nhìn hoa thì cực kỳ là đẹp. Nở thì kín cây ạ. Đây, còn đây là cây giống bên em ạ. Đấy, bên em cam kết với các bác là chuẩn giống hoa mai anh đào các bác nhé. Thích hợp trồng khí hậu Việt Nam ạ. Đấy. Cây bên em thì có chiều cao tầm độ 5-60 cm ạ. Đấy, cây thân gỗ nên các bác về trồng thì sau 5 năm là bắt đầu là có hoa. Đấy, cây thì rất là đẹp, ổn định rồi. Đấy, giống mai anh đào thì cực kỳ là đẹp rồi các bác nhá. Đấy, nở rộ thì cực kỳ là tuyệt vời ạ. Đấy, đang trồng rất là phổ biến ở trên Tây Bắc các bác nhé. Đấy, Sơn La rồi là Lào Cai rồi là Điện Biên. Đấy, các bác có nhu cầu mua cây thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại em ghi ở trên màn hình đi ạ. Bên em thì có gửi hàng toàn quốc các tỉnh cho các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái ạ. Đấy, đây là video em quay cho các bác xem khi cây có hoa. Đấy, hoa nở thì kín cây ạ. Đấy. Rồi em xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.